Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của nhà Hút. Hôm nay á, thì mình sẽ làm cái món gọi là chưa bao giờ mình làm luôn mọi người, và chưa bao giờ mình thử ăn cái món này luôn á. Thì món này mình thấy người miền Tây người ta nấu rất là nhiều nè. Cái này là hoa bông, gọi là bông bông hoa thì cũng là một từ, chỉ nói chung là cái này là bông hoặc là hoa, bông bí, hoa bí nha mọi người. Thì mình sẽ làm hai cái món từ cái bông hoa bí này, đó là mình sẽ chiên giòn với bột chiên giòn và xào với thịt bò. Thịt bò mình mua nè mọi người, trời nó tươi ngon, nó đỏ roi rói luôn nè mọi người, tươi cực kỳ tươi luôn và nó thơm nữa. Thì bây giờ mình sẽ ướp thịt bò nha mọi người. Đầu tiên mình cho vào đây một ít hành nêm nè. Tiếp theo là mình sẽ cho nước mắm nè. Bất cứ cái món gì mà xào á, mà có thịt đồ á, là mình đều phải ướp trước á mọi người, để cho nó ngấm á mọi người. Rồi tiếp theo đây thì mình sẽ cho một ít tiêu. Đối với thịt bò mà xào, bất kể là xào với cái gì á, mình cũng cho một ít tỏi và một ít gừng, không biết sao nữa, cho nó dậy mùi á. Thì đó là cá nhân mình, còn không biết mọi người thì sao. Đó, mình cho tỏi với gừng vô ha. Chắc từ bé lớn mình quen ăn kiểu vậy rồi nên là giờ mình cứ nấu vậy thôi á mọi người. Còn nhiều người thì người ta không có thích cho tỏi với cả cho gừng, cho người ta thích kỳ kỳ. Thì nói chung kỳ hay không là mỗi người có một cái khẩu vị riêng ha. À, mình ướp càng lâu càng tốt, nhưng mà đừng lâu quá, đừng có để mấy ngày liền là thịt nó thúi luôn á mọi người. Cái mình ướp khoảng 30 phút, 1 tiếng đồng hồ là ok. Tùy vào cái thời gian, mọi người có nhiều thời gian thì mọi người ướp cỡ đâu nửa ngày, một ngày hoặc qua đêm. Ok. Rồi, thì mình để qua bên. Bây giờ mình sẽ rửa sạch cái bông bí này nè. Rồi cái bông bí ta nói hả, mắc hơn thịt bò đó mấy người ơi. Thịt bò này, chỗ thịt bò này mọi người biết nhiêu không? Có 5 đồng thôi à. Mà hả, cái hoa này nè, hoa này là một khay vậy là 4 đồng, 3 khay là 12 đồng. Trời ơi đất hỡi luôn. Mà để tính nhiêu bông nha. Đôi 4, 6, 8, 10 bông một khay vậy là 10 bông mọi người. Ghê hồn chưa? Tính ra từng việc luôn này cho mấy bạn ở Việt Nam có cái nhìn khách quan là bao nhiêu này. Là 10 bông này mà tính ra là 4 đô hả? 4 đồng là cỡ đâu gần trăm ngàn từ Việt Nam cho 10 bông này. Ồ, tính ra một bông vậy là 10 ngàn hả mọi người? Trời đất ơi. Ở nhà hả? Ở vườn đồ ở Việt Nam á, cho người ta còn không lấy nữa. Tại hoa mà hoa bí mùa hè này nè, bí nó mọc quá trời quá đất luôn á, bầu bí rồi á mọi người. Nó mọc ra rồi hoa tùm lum tất là đâu ai ăn đâu mà vậy, mắc dễ sợ. Thì cái hoa mà mình để mình chiên á, thì mình sẽ lấy cái hoa phần trên này thôi. Còn cái phần mà xào với thịt bò á, thì mình vừa lấy phần hoa và mình vừa lấy cái phần cành này nha mọi người, cho nó giòn giòn á mọi người. Mọi người ơi mọi người, mình mới rửa cái bông này xong và mình phát hiện một sự thật rất là đau lòng. Đó là cái phần mà phần cuống á mọi người, nó rất là già, nó già lắm luôn á, nên mình không giữ lại được. Nó già như vậy á là mình ăn nó có cái sơ á, ăn không có nổi nên là mình vứt bỏ nó rồi. Chỉ giữ lại được cái bông thôi, ta nói hả, đã mất rồi còn hả, muốn ăn cái cọng mà nó già mất rồi. Thôi ăn cái bông ha mọi người ha. Thì bây giờ á là mình sẽ pha cái bột chiên giòn này. Bột chiên giòn này thì mình mua của hiệu Vĩnh Thuận này nè mọi người. Chuyên chiên những cái món như là tôm này, rồi bà chuối này, rồi cái gì đấy cá này đó. Rồi bây giờ mình đổ cái bột này ra. Cái bột này người ta đã pha sẵn rồi, nên là hả, mình chỉ việc cho bột ra rồi mình cho nước vô nữa là được. Một gói này là 150g thì mình sẽ cho vào đây là 180ml nước nha. Quấy bột đều lên. Cái gói bột chân giòn này á, rất là tiện luôn, mình không phải pha bất cứ cái gia vị nào nữa. Giờ thì mình sẽ xào thịt bò. Mình cho hành vô đã đều. Thịt bò nãy giờ mình ướp được 30 phút đó mọi người, nó cũng đã ngấm nè.
cho bông bí vào mình xào đều. Cái mình tắt bếp liền tại vì là cái bông này nó nhanh chín đó mọi người. Đó, vậy là được. Xong một món nữa. Mình cho bông bí vô trong này để cho nó ngấm bột, rồi mình đem đi chiên. Dầu thì mình đã để trong cái nồi này để mình chiên lên cho nó giòn, chứ mình không có chiên chảo. Chiên chảo nó tốn nhiều dầu quá. Còn cái nồi này hả thì nó tiết kiệm được dầu hơn, với cả là nó chiên được sâu hơn đó mọi người. Ok, phủ đầy bột rồi mình sẽ cho vào nồi. Kìa. Okay. Mình đâu ăn món này luôn mọi người, thấy nhiều rồi, thấy nhiều người ăn rồi. Không, nhưng mà đây là lần đầu mình ăn. Hy vọng là chồng mình và cậu mình thích ha. Hôm nay cho hai cậu cháu thưởng thức cái món lạ đời. Lạ so với người Mỹ á mọi người. Còn món này thì không lạ đối với người Việt Nam rồi, nhất là người miền Tây á. Và như này là chín rồi mọi người. Sương sương vậy thôi. Rồi cái đầu mình sẽ vớt ra. Y chang như là bánh chuối mà ngày xưa ở Việt Nam ăn á. Nhắc đến bánh chuối bữa nào cũng sẽ làm bánh chuối, rồi bánh khoai này, rồi bánh bắp này. Để cho cậu thử coi. Thiệt là đó giờ từ khi qua Mỹ chưa làm lại món đó luôn á mọi người. Rồi mọi người, mình đã dọn mâm cơm ra đây rồi. Ở đây là mình có một tô canh bí hầm với sườn non này mọi người. Phải có canh ăn mới đã mọi người ơi. Mùa hè rồi. Rồi bông bí chiên giòn. Rồi bên này thịt bò xào bông bí. Này nồi cơm. Tarán tarán. Cơm mâm hút nấu đó nha mọi người. Rồi, mời mọi người cùng ăn với ba cậu cháu mình nha. Say hi. Hi, hi everybody. Hi. Xin chào. Xin chào. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Ok, ngồi ăn. Xin chào mọi người. Hôm nay bữa ăn nào? Món Việt Nam. Món Việt Nam. Yeah. Xin mời mọi người. Xin mời. Bữa nay đổi chỗ ngồi mọi người. Now you're going for the pomelo. Yeah. Trời ơi, cậu ăn canh với cơm trước mọi người. Cậu thích ăn canh lắm. Giờ thử bông bí nè. Còn mình là mình bóc sẵn cái trái bưởi này để xin ăn tráng miệng luôn. Cho hai cậu cháu ăn cái gì. It's good. Tất nhiên mọi. Of course. What are you gonna say about your niece-in-law? Niece-in-law, huh? Niece in law. Yeah. Your niece. You. Yeah. She's the best cook. Ever. ever. It's good. Very good. Này, bữa nay là bữa đỏ, bữa hồng mọi người. Ngon lắm. Không biết có ngọt hay không nha. Đó, để sẵn đây trước cái đã ha. Go ahead. Need some sort of sweet fish sauce or something for that. You need it? Sure, do we have some? No. No? No, we don't have. Alright, it doesn't matter. Trời, cái này nó mặn sẵn rồi mà. Nó có gia vị rồi mà, ông đòi chấm nữa mà không biết có cái gì chấm. Chấm tương ớt hả? You want some chili sauce? No. Ông muốn cái nước chấm chua ngọt, mà cái này sao chấm nước chua ngọt được? Thôi, muốn vô lý quá, không có đáp ứng đâu. Cái gì vô lý quá là không đáp ứng mình.
ngon. Vậy cái dĩa này nó đúng trung tâm. Trời ơi, ngon ghê ta. You like it? It's very good. It's good. It's like a tempura. Tempura batter. This is squat, some type of squat flour. Ngon. Béo mà. Good, huh? Yeah. How about this? Good. No? You can add it, I mean. Mình có cái loại nước sốt này của Thái cũng chua chua ngọt ngọt. Mình thử mở ra coi cho ông chấm coi ông thích. Really don't need it. Everything's fine. No, I mean that might make it actually better though. Okay, thử chấm vô. Good. It's good. Ngon. Ngon ngọt ngọt lắm. You should try it. I'm sure it's very good. Rồi thử thịt bò này, rồi bông này, rồi cải thịt bò. Hoặc là bông, bông bí. Very good. Mình biết ngay món này sẽ nhanh hết nhất mà. Tại vì người Mỹ người ta thích ăn mấy cái loại mà đồ ăn mà chiên chiên lên chiên giòn giòn này mọi người. Gà chiên, gà rán luôn. Okay, like, when I make three of this like this, I know this one gonna be finished soon. Because Americans like it. Sure. It's very good. Similar to zucchini. Zucchini flour is what it is, I think. Squash? No? Not zucchini. Squash, zucchini, same thing. I like it. It's very good. This one here is different. Very good. Cậu thích cái món nhìn sườn xào cho ngọt nữa. Để bữa nào mình làm. Mình quay lên. Bữa hôm cho cậu ăn rồi mà không quay, bữa đó không quay nữa. How about the soup? It's good. Pork, yeah, bone soup. It's good. Thử miếng canh. Ngon. Very good dinner. I like it. Bữa nay á mà cậu muốn lên video, tại vì là bạn của cậu á
có theo dõi video của tụi mình á. Nên là bữa nay cậu mới lên video, tại vì ngày hôm nay là sinh nhật của bạn của cậu mình mà. Today's your best friend birthday. You wanna say anything? Yeah, my friend Clay knows. It's her birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hay chưa? Cậu nói ha, bữa nay sinh nhật bạn của cậu, một bạn của cậu hay coi video của con á. Con cho cậu lên ngày hôm nay để cậu nói trước đây. Đó, chúc mừng sinh nhật. Đâu phải là mời cậu vô video là dễ đâu mọi người. Rồi lâu cậu hứng lên á, cậu vô còn không thôi. Good. One more rice? I'm good. I've had a lot. Get full, babe. Oh, Roy Montgomery. Are you a little of the beef? Còn ba bông này nữa. Ba bông cuối cùng, mỗi người một bông. One per each. Oh, very delicious. I'm done. I'm done. Why? You guys like it? I'm getting full. Okay. Mình nói là mỗi người ăn bông đi cho nó hết đi. Chứ hai cậu cháu nó no rồi thôi, không ăn đâu. Alright, one more. One more. I know that you like it. Just eat. I'm great. Random. I'll eat it. Dạ, bây giờ no rồi nhưng mà thèm món này, hai cậu cháu thèm món này. Một là vậy, hai là muốn nhường cho mình nhưng mà mình nói ăn đi, mệt quá. Nhường nhau á. Gotta savor the flavor. Tempura is never the same once it gets cold. Gotta eat it all the time, you know? That's why you have to eat fast. This is still pretty delicious, though. Yeah. Even if it's a little cold. Mhm. These squash flowers and. Mhm. It's very delicious, Mr. See how juicy is it. Mmm. Nice. You want more rice? You want it? No, I've still got rice. I'm done. Almost done. How? I want more flour. Mmm. Yeah, you can eat that. No, no. I want this. No, I want this gun. All right. All right. No. There's a lot of really good flowers. Bông bí ngon. Ngoài bông bí ra có bông gì khác mà chiên được giòn như vậy không mọi người? Ý là chiên bột được mình ăn được ngon không mọi người? Bình luận cho mình nha, tại vì like ginger beef. Ngon ghê á. Mm-hmm. Còn bông gì nữa, bông hồng ăn được không? Ngon ha. Mm-hmm. I'm done. I wish we could buy more flowers. Like not only the... Not only this flower. But like nasturtiums and stuff like that. There's, you know, there's quite a few edible flowers out there. Thì chồng mình đang nói hả? Muốn là giống như là không chỉ là cái hoa bí này mà còn những cái bông, cái hoa khác nữa. Mình hái về xong mình thử chiên coi nào, nhưng mà phải là ăn được nha mọi người. Tại vì nhiều cây, nhiều hoa dại á, nó đâu ăn được đâu. Ăn xong bị ngộ độc á. Yêu đắng. Beautiful. Này hai cậu cháu tính đi ra cái gì? You were thinking about when to get some fried chicken, Israel? Earlier, he was thinking about it, but he didn't. Israel, huh? Yeah, but we could always get ourselves. It was good. This special one today. I liked it very much. Này hai cậu cháu tính đi mua gà rán. Cái mình ngăn lại cho. Bữa nay con nấu quá nhiều đồ ăn này, ăn thử ăn bông này coi này đó. Xong rồi tính không lên, không quay video, xong cậu nói thôi bữa nay lên video đi. Lên video để chúc mừng sinh nhật bạn đó. I tried the pomelo. Yeah.
Pomelo, huh? Yeah. Tráng miệng. Ông hút ổng vẫn tỉnh lắm nha. Ông ăn xong mà ông nói còn tráng miệng. Cho anh thử coi. I know somebody used to peel this for me all the time. She knows who she is too. Oh yeah. Mhm. It's like a ruby grapefruit though. The ones we get over there, these are really sweeter compared to the ones when I was in the Philippines. That's not sweet at all. Sour. It's like grapefruit. It is sweet, not really sour. It's sweet, it's not too sour. Yeah, it's not too sour. Maybe mine's different than yours. Similar to the... It's similar to... It's not too similar to, but different than the one over there. The way I used to do it for me when we were in Vietnam was she would peel it and she'd peel every bit of skin off. That's it. And then you could just pick the little teardrops out of there. Mm-hmm. Oh, yeah. Remember? Mm-hmm. This one's pretty moist. Right. Yeah. So it comes up pretty easy. It's good. Sure does. It's good for diet. Mm-hmm. Oh, yeah. That's what I had bought for you, babe. Wow. Yeah, I knew that was coming. That's cold. Nó không có ngọt lắm, nhưng mà nó không đến nỗi chua. Nó kiểu chua chua ngọt ngọt á. Khá là ok. Lâu lâu ăn cho nó có chất vitamin C, mọi người. Trái bưởi ngon mà kiểu... It's much better without that skin. Nó tốt cho sức khỏe. Uh-oh. The skin's really bitter, you know? Well, but it comes out nice and flaky. Oh, yeah? Sure. Mm-hmm. When you show them like it, you can say, mời mọi người. Yeah, but that one ain't nice and, that one's not nice and shiny. Sure. That's all. It's better with the peel. Delicious. So good. And it would be good with salt. Salt, yeah. Right. Salt and chili. Dry chili. So chili too. You could put salt on it, it'd definitely be sweet. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Do. Trời ơi, hai ông này cũng biết ăn ghê luôn. Ông cậu thì nói hả, bữa này á, là phải có chấm với muối. Cái mình nói đúng rồi, một ít muối với lại một ít gì, ớt giả giả rã ra. Ông chồng phụ vô, có muối chấm vô nó sẽ ngọt hơn. À, cũng rất là sành điệu cho anh uống. I'm full. I'm full. How about you? I'm done with dessert. Okay. It was appealing. You like that? Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi cái video ngày hôm nay của ba cậu cháu mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Bye. Let's go. Bye. Xin chào. That's a wrap. That's a wrap. What? We'll wrap it. Wrap it up. Oh, wow. Here we go.